Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, cứ vào khung giờ này của mỗi tuần thì cá nhân Quang Bảo đang rất là trông đợi đến chương trình để mà có thể được tâm sự nhiều hơn với quý vị về những câu chuyện, những tình huống liên quan tới tình yêu. Và ngày hôm nay thêm một cái niềm vui lớn nữa, đó chính là bởi vì Quang Bảo sẽ được gặp lại một người anh, một người đồng nghiệp rất dễ thương, rất tài năng và cũng có rất nhiều những kinh nghiệm trong tình yêu. Chúng ta hãy cùng chào đón diễn viên Ngọc Trai. Chào, chào anh. Khỏe chứ, làm ăn tốt chứ? Em vẫn tốt, em vẫn tốt. Anh không tốt lắm. Tốt. Sao mới vô mà chị không tốt mà kỳ vậy? Chào các bạn, mình là Ngọc Trai. Ủa vậy thôi hả? Thì vậy thôi chứ em. Mình phải lẹ chứ không thôi là mất thời gian của chương trình. Mình bắt đầu chỗ với anh. Cảm ơn em nha. Tôi lo lắng chào lắm em. Thường là mấy người này tới đây là chào lúc nào là cũng là MC thay tôi luôn à. Bảo cho anh một chút không gian riêng xíu. Hai chú xuống xíu. Là cái ghế xuống. Biết chi không? Cho đỡ tuổi thân. Okay. Nhưng mà mình gặn vậy quay phim khóc á. Không sao đâu. Có nói người ta rồi. Không. Tại vì là người ta cũng sợ mình bị tuổi thân. Nói chung là chân ngắn thưa quý vị. Quý vị thân mến, và như thường lệ của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ chính cô gái rất xinh đẹp, rất duyên dáng của chúng ta và rất nhiều câu chuyện đã chờ đợi chúng ta phía trước. Bên cạnh đó thì có hai anh chàng cũng rất quen thuộc của chương trình, đó chính là GA Nguyễn và B-Max. Rồi, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là một chủ đề mà chắc là các cô gái sẽ rất là thích khi kể ra. Và các chàng trai thì là những người sẽ luôn luôn có những ý kiến phản biện về chủ đề lần này. Đó chính là những điều vô tâm của các chàng trai mà các cô gái không thể bỏ qua. Vô tâm. Nhưng mà vô tâm thì nó cũng tùy vào tình huống, nó cũng còn rất là nhiều nguyên nhân khác nhau đúng không? Yeah. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta hãy bắt đầu chương trình bằng cách là tìm hiểu tình huống đầu tiên. Việc đó không phải của em, có người khác làm rồi. Ai đây? Này, câu chuyện này của ai? Câu chuyện đầu tiên là của Misoa. Câu chuyện thì đó là Misoa là kiểu là thấy cái anh người yêu của mình là đi làm cần phải chuẩn bị quần áo hay thế kia các thứ, thì mình mới nói rằng là thôi để em làm giùm nha, tại vì Misoa rất là thích ủi áo cho người yêu. Rất là thích ủi đồ cho người yêu, thì nói là thôi để em xếp đồ cho, em ủi đồ cho rồi các thứ, thì anh mới nói là thôi em không cần phải lo, không cần phải làm gì hết, anh đã trả tiền cho người khác làm chuyện này rồi. Sướng mà. Không, em không hề thấy sướng nhớ. Tự nhiên em thấy rằng là cái sự quan tâm đó của mình đó là mình muốn quan tâm đến người ta mà không có được nhận lại, và người ta không có coi mình giống như là một cái phần trong thế giới của họ. Nếu mà như vậy thì làm sao là em nói là người yêu của em vô tâm được, đúng không? Tại vì rõ ràng là người ta cũng quan tâm tới em, người ta cũng không muốn em mệt, cho nên người ta mới thuê người khác làm. Tại vì mình biết là cái ý đó là ý tốt, nhưng mà cái cách mà họ nói như vậy làm cho mình cảm thấy rằng là mình không có làm gì được cho người ta, mình không có trong thế giới đó của người ta. Hoặc là thí dụ như là khi mà anh nó đi làm đi, thì mình thấy là đi làm buổi trưa cực này nọ kia, mình nói là thôi để em nấu cơm lên cho anh ăn này kia, thì anh cũng nói là thôi không cần, có mẹ anh làm rồi. Có khi nào là tại vì em nấu cơm không ngon không? Hay là em ủi đồ không thẳng không? Không. Thì đó, ví dụ như là em bây giờ không cho em làm thử làm sao biết là em ủi đồ thẳng hay không, hay là nấu cơm ngon hay không. Còn thí dụ như nếu như mà nói với em là cái kiểu đó thì em sẽ nói là ủa, cái là vì sợ là em kiểu là không có khéo á, cho nên không cho em không nhận những cái điều đó, thì em sẽ cũng sẽ bị tổn thương. Vậy khó nói quá nè của mình. Ok. Sau khi mà là Misoa đã kể xong câu chuyện của mình rồi thì anh phản biện. Anh phản biện với lại ý kiến của Misoa. Tại sao lại như vậy? Nếu mà là đối với anh trong cái trường hợp đó, em không thể nào nói được điều đó. Là anh cho làm luôn gì? Không. Tại vì anh chỉ là cái người làm. Anh trai nói cái gì vậy? Tức là anh trai là cái người làm cái gì đó. Trai sẽ nói là anh là người yêu cầu á. Anh ủi đồ cho bạn gái. Anh là cái người sẽ ủi đồ cho người yêu của anh. Anh là cái người làm tất cả mọi thứ cái đó. Vì trước khi mà tới đây thì anh cũng đã ủi đồ xong rồi. Rồi nếu như mà Ngọc Trai cũng bị bạn gái nói là thôi em không cần cái đó, em cho người giúp việc làm rồi, em không cần anh làm thì sao? Ủa thì khỏe chứ sao, tự nhiên cái mình đừng nghỉ free đúng không? Không phải, tại con trai nó khác. Nhưng mà cái này là xuất phát từ nhu cầu. Nhu cầu của các bạn là mong muốn chăm sóc được bạn trai của mình đúng không? Mà không cho chăm sóc, không cho làm gì hết thì tự nhiên mình thấy là mình dư thừa trong thế giới của người ta. Nhưng mà nếu mà như vậy ơi, có nhiều thứ để chăm sóc lắm đúng không? Đàn ông mình có nhiều thứ lắm, không phải là về quần áo đâu, thì tâm sinh lý tình cảm. Từ những cái nhỏ nhặt đó, từ những cái nhỏ nhặt đó mà không cho mình chăm sóc thì chăm sóc cái gì? Anh kể tên liệt kê cho em nghe thử. Bữa cơm ăn nè. Hiện tại bây không, giờ người cái yêu chuyện, tên cái gì? Cái chuyện khó nói lắm. Hiện tại bây giờ người yêu tên gì?
Thằng nó kỳ quá vậy, bây giờ để anh chửi nó luôn cho em. Nói chung là cái thứ chúng ta đang bị đi xa rồi. Mai mốt để đi xa làm nha. Không đòi cũng để luôn nha. Bảo bị bùng nổ. Không phải. Tôi thấy thế này nè, thật ra là nếu mà gọi là cái này là chàng trai vô tâm nó không có đúng. Chỉ là anh chàng trai bị thiếu tinh tế thôi. Không chứ phải còn đâu không có nào gọi là thiếu vô tâm được. Giống như đúng rồi. Cách không phải thiếu tinh tế mà cái đó là quá là lo lắng cho phụ nữ của mình rồi. Thương quá. Thì mình muốn nói kiểu nào kiểu kiểu như vậy. Em coi ý kiến một xíu, em nghĩ là chàng trai này á đôi khi là họ nghĩ là muốn tốt cho bạn gái của mình, không có bạn gái mình làm nhiều. Nhưng mà em nghĩ là họ từ chối á chưa có được. Đúng rồi. Thì đó là thiếu tinh tế. Thì khiến cho phụ nữ người ta tổn thương. Thì em nghĩ là thiếu tinh tế và vô tâm trong cái lời nói thôi. Mình không biết làm thế nào để nói một cách đúng nhất cho bạn gái của mình không có hiểu lầm. Cái này là người ta không để ý luôn á, ta không để ý luôn. Đàn ông mà nói nhiều quá là bị lương lẹo. Phụ nữ thì làm sao mà thích đàn ông lương lẹo được, đúng không? Đàn ông không nên nói nhiều. Cái câu chuyện của Misa làm Nhã nhớ tới câu chuyện của Nhã. Đúng rồi. Tức là cái ngày hôm đó thì bạn của Nhã rất là nhiều việc và bọn Nhã quyết định là tụi Nhã, tại vì bạn là sắp đi công tác ở một chỗ xa và rất là lạnh. Thì bạn kêu là bạn cần Nhã giúp bạn ấy đi mua đồ lạnh. Nhưng mà khi mà Nhã đã sắp xếp lịch để mà lên cái giờ đó hẹn gặp bạn thì khi mà tới đón Nhã thì bạn lại nói là anh đã nhờ người khác mua rồi. Hả? Thì lúc đó Nhã cũng y như Misa, ủa kỳ vậy, em đã sắp xếp giờ để em được đi mua đồ với anh mà tự nhiên anh nói vậy là cái sao? Nhưng mà tế, không phải đâu, nhưng mà sau hợp với sự hơi quan tâm của bạn gái. Nhưng mà sau đó anh có nói là thôi bây giờ anh nghĩ là anh có thể dành thời gian này để đi với em, hai đứa mình đi đâu cũng được, em thì muốn đi đâu là khác. Thì đó tức là người ta muốn là dành thời gian làm cái chuyện khác. Đúng rồi, nhưng mà Nhã rất là tức tại vì Nhã cũng muốn được đi mua đồ cho bạn của mình. Đúng. Nhưng mà bạn bảo là thật ra là anh làm như vậy là bởi vì anh sợ em bị mệt và cái việc đó anh nhờ người khác làm được. Tức là cái bạn này của Nhã thì bạn lại được một cái là bạn giải thích ra cho Nhã nghe. Quan tâm quá cũng bị nói. Là bạn trai, nếu mà các bạn nữ muốn làm gì cho mình thì cứ để cho làm ok. Đừng có mà làm không phải là đưa ra ý kiến rồi, hiểu không? Em ý kiến biết được không? Em thấy lỗi là ở hai chị á, một chị là mắc ủi quá, một chị là mắc mua đồ quá. Phải đâu, anh kia. Nhã kể câu chuyện Nhã ra là để Misa hiểu là thật ra là quan tâm đó, thương nhiều lắm đó cho nên mới nghĩ cho mình nhiều như vậy chứ không phải là quan tâm đâu. Thôi đó là câu chuyện mà tùy tính nữa. Cũng đã qua rồi đúng không Misa? Cũng đã không còn quan tâm với nhau được nữa rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi nói chung là anh thấy nói chung là khó quá ha. Ví dụ như mà người ta giải thích, người ta nói ra nhẹ nhàng thì em có thông cảm không? Không, cũng có giải thích nhưng mà em cũng biết rằng là đó là ý tốt, không ý là không là phải là có ý xấu nhưng mà buồn. Một khi đã nói vậy nữa. Buồn, nói chung là buồn. Rồi. Em không ủi đồ của em thì em ủi đồ cho người ta không cho em làm mà đúng rồi. Thì lần sau đó là vẫn đùa quần áo thì lần sau em không ủi nữa. Thì đúng em rồi, chỉ nói một lần thôi. Không bao giờ mãi mãi không bao giờ. Đó là tình huống của Misa. Chúng ta hãy cùng đến với tình huống tiếp theo như thế nào nhé. Em giận vì anh không biết vì sao em giận. Ôi, cái này có nhiều thứ lắm. Cái này có nhiều cái để đó mát liền luôn. Câu chuyện của ai? Cái này dễ hiểu mà. Không có tin tưởng. Vì sao em giận? Vì anh không biết vì sao em giận là sao? Đây là câu chuyện xảy. Thường ngày thì con gái thì thường hay giận hờn vu vơ mà nếu mà mình giận mà con trai không có tinh tế, không có biết được mình đang giận thì cảm thấy rất là khó chịu. Câu chuyện của em là có một lần em đi quay về rất là khuya nhưng mà em kêu bạn trai em đi đón về thì lúc đó bạn trai em đang đi chơi với bạn cho nên là không có đi đón em được. Lúc đó thì em cũng trả lời tin nhắn chị hên đi chơi với bạn đi em tự về. Xong ảnh cũng lúc đó là em đã giận rồi nhưng mà ảnh cũng không biết là em đang giận. Xong nhắn tin nói chuyện thì ảnh cứ hỏi là sao hôm nay em nói chuyện gì kỳ vậy. Anh cũng không có quan tâm là em có đang giận hay không mà anh cũng không biết là em đang giận luôn cho nên là em cảm thấy rất là khó chịu khi mà em giận mà anh không có biết được cái việc mà em đang giận. Anh cứ hỏi là sao em thay đổi hay là em nói chuyện kỳ vậy. Trời ơi không mà Nhã mà là bạn đó Nhã cũng không biết em giận luôn á. Nhưng mà tại vì là đi chơi bạn nó ta vui lắm em ơi. Thì tại em nói là đi chơi đi thì là chị đi thôi chứ đúng không? Nhưng mà nói vậy nhưng mà trong lúc mình đang nhắn tin nói chuyện nữa thì cái cách mình nói chuyện thay đổi á mà anh cũng không phát hiện ra được thì cảm thấy rất là khó chịu. Theo mình nghĩ là đó và bạn trai đó người đó rất là quan tâm em đúng không? Thì vào ngay cái chỗ đó người ta không có cảm nhận được. Đúng không? Tại vì bản thân anh là anh cũng bị dính cái vụ này nè. Mình không hiểu tại sao người ta giận. Mà người ta giận vì cái lý do gì mình đâu có làm gì đâu. Đâu mình phải kiểu mình phải chạy lại cái lịch sử nguyên một ngày của mình. Mình làm gì ta? Đó. Nhiều khi như vậy luôn á. Tôi nói chú nghe nè.
Tôi nói chú nghe nè, sau này nếu như mà chú hoặc là các bạn nữ đang ngồi bên kia mà là gặp trường hợp như vậy đó, sao à? Mình cứ nể một câu thần chú thôi. Chị không? Gì vậy? Em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Được không? Tự nhiên mọi thứ nó sẽ được giải quyết. Ừ. Còn cái trường hợp của em mà anh cũng không biết tại sao tự nhiên em giận kỳ cục như vậy. Thì người ta đã không đón rồi. Tại vì em đi làm về khuya mà ảnh không đi rước nên là đi chơi vô tâm. Đi chơi với bạn nói đó cảm giác như là vô không tâm. Rước. À có nghĩa như là bạn muốn đó rước. Là ham chơi. Ừ. Không để ý tới em đúng không? Ừ. Em giận là đúng rồi em thôi. Anh là em anh cũng giận. Không phải. Ờ anh phải. Sao? Thì đúng rồi đúng không? Thì nếu như mà là mình phải đặt bản thân mình vào cả hai phía đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Mình đặt vào coi là đàn ông thì mình khác, mình đặt về phụ nữ là mình khác. Còn nếu mà giờ anh đặt về phía đàn ông thì anh sao? Vậy các bạn nói sao? Anh là người mới vừa nói thôi. Giờ anh là người. Nếu anh như anh thì bạn nói sao? Tao giận ngược lại. Ủa, sao anh sao giận ngược lại? Tại vì mắc mới tự nhiên giận, tại vì căn bản là người ta không có đủ thời gian để mà là chăm sóc thôi, phải hiểu cho người ta chứ mắc mới là giận đúng không? Bản thân mỗi người với là tất cả chúng ta là đều phải có một khoảng không gian riêng. Đúng không? Đúng. Lúc nào 24/24 mà cũng nhìn mặt nhau chán lắm. Đúng rồi. Cái mặt nó đù lắm rồi đó. Bảo có dùng được cái cây xanh xanh đó cho trai không? Không, mà chứ riêng ngọc trai thì không có dùng cây gì cả. Bởi vì ngọc trai chỉ nói vậy thôi. Chứ công việc mà toàn thời gian ngọc trai là ở bên cạnh bạn gái. Bạn gái có việc tại giá ngọc trai như vậy. Em hiểu anh mà, chứ anh ngồi bên trai. Rồi. Là giận khi mà con trai vô tâm. Cái đó đúng thật là thiếu tinh tế. Nói chung là nãy giờ vẫn thấy được rằng là các bạn trai trong tình huống của các bạn là đang bị thiếu tinh tế. Phải chi mà mình chỉ cần nói một câu thôi, ủa em đi về mệt lắm, sao anh không đón em, anh đừng đi chơi nữa, thì chắc là bạn kia sẽ qua đón đó. Đúng không? Tại mình là nhắn tin đi vậy hoài đó em. Tại mình không nói. Còn nếu không đón á chị bỏ rồi. Đúng rồi. Chừng nào người ta không đón mình giận đúng rồi. Còn này em kêu đi chơi đi. Dạ, cái gì nhắn nhắn tin thêm câu đó mà năm đời bạn trai rồi đó. Bạn đang bạn đó là không hiểu em tại vì giận vậy. Tôi đang có cảm giác như là mình đang nghe trong nhà ngoài phố mấy chú. Rồi tiếp theo. Rồi là câu chuyện tiếp theo nè. Anh không nhắn đúng tin nhắn mà em mong chờ. Cái này chia tay liền. Của ai? Của Linh. Hai Linh luôn. Song Linh liền. Xin mời Song Linh. Linh là Linh. Linh là có cảm nhận. Mời Song Linh luôn. Thôi chị nói trước đi. Linh nói trước đi. Em hả Linh? Để nghe. Anh phải nghe là tôi giải thích đó chứ. Chứ gì nhào nhào. Nói chị. Nói đi. Kính nào đắc thọ đi. Chị nói trước. Rồi chị nói. Ra em nói trước. Thì thiệt ra em cũng không phải cái kiểu con nít đến mức vậy mà em con nít thiệt. Thì là cái ghế mà luôn luôn á, người nữ nào mà cái ghế này đều nói những cái câu rất là bất kỳ cục luôn á. Cái ghế này kỳ lắm. Thì em đang có cảm tình với anh đó lắm. Em cũng nghĩ anh đó có cảm tình với em. Nhưng mà sau một bật thoại luôn. Đây suy nghĩ không nhắn. Sau rồi anh biết một thời gian em nói chuyện phát hiện ra cái anh này rất là kỳ. Mỗi lần hỏi em là đã nói giờ hả? No, em em ăn cơm chưa? Em ăn chưa? Có gì đâu cả. Dạ ăn rồi nha, rồi xong ăn rồi thôi, xong nói chuyện khác. Nhưng mà em nói em chưa ăn, kêu vậy đi ăn đi nha em. Mà rất nhiều lần lặp lại, ví dụ buổi tối đây em mới đi quay về, xong hỏi là em ăn chưa, em đi ăn, em đã ăn gì chưa? Tưởng là em đã ăn gì chưa, mình đi ăn nha. Không, em ăn gì chưa? Dạ chưa, em rất mong chờ nha. Em đi ăn đi. Tìm gì ăn đi nha em. Trường hợp đó thì Kiên nghĩ là bạn đã giữ mối thôi. Tại lúc đó đang bận dẫn người khác đi ăn rồi. Chừng nào rảnh mới dẫn lên đi ăn. Không thì em không quan tâm. Nói chung là cái chuyện mà có dẫn ai đang cũng được đó. Nhưng mà chuyện là em đang nhắn tin với người đó. Nhưng mà người đó rất nhiều lần như vậy. Kêu là em đi làm gì mà không. Em kêu là mệt. Kêu ủa em đã ăn uống gì chưa. Em kêu là em chuẩn bị đi ăn nè. Thường á, chuẩn bị đi ăn nè. Em cũng muốn ăn gì không? Anh đưa đi ăn ba la ba la. Mà ta có thích em không? Em cảm nhận là người đó có quan tâm em, có thích em. Nhưng mà không phải đâu anh. Nhiều khi văn chương nhiều quá nên thành ra tưởng tượng. Đó. Chứ là em tưởng tượng thôi. Chứ không thích em đâu. Em... Oh my god. Nhiều khi dạy. Không thích thì đừng nhắn tin. Không thích thì đừng có cái kiểu... Ủa? Bẩn sự thôi em nhắn qua nhắn lại. Không thích thì đừng có cái kiểu là... em ngủ ngon nha. Không, cái này thì cũng bình thường thôi, nhưng mà kiểu như là có những cái từ làm em hiểu lầm. Nếu như thật sự người đó mà không thích em thì đừng có nhắn tin nhiều với em như vậy. Tại anh vì hiểu nhiều không? Khi thích em đóng phim đồ đó em. Đôi khi đó là cái niềm vui duy nhất của người ta đó em. Hoặc là người ta đang tìm hiểu thì sao? Người ta muốn nói chuyện để coi coi cách nói chuyện hợp không. Người ta không có mình em chỉ nói chuyện với người ta thôi.
xong rồi. Các bạn nam nữa. Phản biện đi. Các bạn nam mà nếu như mà các bạn vẫn còn mong muốn có một người bạn gái á thì đừng có coi chương trình này nha. Trời ơi, coi xong rồi tôi thấy con gái nó rối dễ sợ luôn á. Bản chất con gái là rắc rối gì mà không chịu. Luôn luôn là vậy mà, mọi rắc rối. Một là một, hai là hai. Bây giờ hồi nãy tới giờ mình mới là tới hồi một chương hai của những nỗi thống khổ của chàng trai khi mà quen một bạn gái đó. Khổ gì đâu. Nói chung là bây giờ nhắn tin cũng biết như thế nào hả? Nhưng mà cuối cùng là cái chuyện đó không thành đúng không? Hiện tại bây giờ là hai đứa có quen không? Không. Chúc mừng. Trời. Rồi xong. Nghĩ sao vậy anh? Người ta đâu có thật sự, nếu như vậy thì đâu có thật sự quan tâm mình đâu. Nhưng mà nó chỉ có là hơi chút xíu thôi đúng không? Như dạ. Em đói thì phải như thế nào có cách giải quyết cho em chứ. Em ăn đi hả? Anh em ăn đi, em đi với chị ăn đi. Nhưng mà cái cách nó rất là bực mình á. Rồi, cho phép anh mấy phút để nói về cái chính kiến của anh về cái vấn đề của em nha. Em thấy anh thấy là em đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào cái chàng trai của em. Thật sự là vậy. Tại vì anh thấy cái tình yêu, mình tạm gọi nó là tình yêu, chứ thực sự là ở cái độ tuổi mà là nó còn khá là bồng bột á. Thì nó là tình hứa, tình thề. Toàn là thề với lại hứa không mà các bạn đâu bao giờ làm được đâu. Đúng không? Cho nên là trong cái khoảng thời gian đó là chúng ta bị một cái vậy nè, là đặt cái mong muốn của bản thân mình lên cao quá. Tự nhiên cái bạn là phải muốn cái người đó là phải thực hiện những cái điều mà bạn nghĩ sao? Nếu vậy là giống như là bạn đang xem lại một cái bộ phim mà chính bạn đã đạo diễn, vậy nó không còn thú vị nữa. Cho nên là đối với anh đó nha, nếu như mà em đặt vào trong cái trường hợp đó và cái người bạn trai đó xử sự y chang như là những cái gì mà là em đã kể hồi nãy luôn, em nên quý người ta. Tại vì sao? Người ta không có cần thiết là phải chăm chút từng cái tiểu tiết nhỏ. Người ta chỉ quan tâm tới cái điều quan trọng nhất là cái gì? Em có đói không? Em nếu mà em đói thì em đi ăn đi. Đơn giản vậy thôi em. Em thấy chưa? Đúng không? Em thấy chưa? Một anh người đàn ông của gia đình cho hay. Anh nói thật. Tại vì nếu như mà tụi em á, cứ hỏi đàn ông tụi anh những cái câu đơn, những cái câu mà thường nhật như vậy á, tụi anh không biết trả lời đâu. Thậm chí là anh ơi bây giờ em đói quá, bây giờ em muốn đi ăn. Ăn gà nha em. Thôi gà mỡ lắm, kiểu vậy. Ăn vịt nha em. Thôi ăn vịt em bị nổi mẩn. Ăn cái gì cũng không chịu, cuối cùng em muốn ăn cái gì? Gì cũng được anh. Câu chuyện muôn thuở đó là câu chuyện muôn thuở. Vậy thì nhưng tại mà sao? Em không vậy nha, em ăn gì cũng được. Tại em ăn tạ. Thì ok, thì em ăn gì cũng được. Vậy thì tại sao bạn em nói với em là thôi thì em ăn đi, thì em cứ ăn đi, ăn gì cũng được. Nhưng mà chủ em muốn đó là tại vì mua em cho mong em chờ quá nhiều đúng thì không? Đó, tại nhưng vì là nói em mong chờ. Cuộc sống á, đôi lúc nó không có cái gì nó cũng giống như mình nghĩ đâu em. Em phải tập quen với điều đó đi. Nhưng mà bây giờ ví dụ một cái ở mấy bạn trai nè, tại sao mấy bạn lại nhắn tin hỏi han một cô gái xong rồi hỏi cô ăn chưa, làm cái gì chưa, hỏi như vậy nhiều để làm gì? Tại muốn cua. Vậy là vậy sao không nói đi hết rồi đúng không? Mà đâu phải đằng nào cua cũng dính đâu em. Vậy thì mỗi thằng nó có một cách cua gái khác nhau chứ, đúng không? Thường thường như vậy á, nếu như mà khi mà em nhắn vậy mà xong đó em ơi em ăn gì đi nha, hay là em có muốn ăn gì không để anh mua tới cho em nha, la 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 vậy. Cái bài đó xưa rồi em, cái bài đó cũ rích rồi. Bây giờ nó phải khác. Em ăn gì chưa? Chưa vậy hả? Em tìm cái gì ăn nha, chúc em ăn ngon miệng. Cái sự lạnh lùng đó mới khiến người ta có suy nghĩ vậy, đúng không? Đó là em hiểu chưa, là tâm lý con trai là lúc đó là chỉ đang tìm hiểu muốn cua mình thôi đó, cũng quan tâm hả? Tại vì nếu như mà khi mà em càng lúc em càng tức giận là em càng nghĩ về cái chàng trai đó nhiều hơn không, và khi nghĩ nhiều là lãng quạn, em yêu lúc nào em không hay. Nhưng mà cái câu chuyện này mới thấy một cái điều rằng thật ra Gia Linh á không phải là mong chờ quá nhiều vào cái mối quan hệ ở đâu, mà tại vì đặt nặng cái vấn đề đồ ăn á, hiểu không? Cảm ơn Gia Linh. Mời nào Phương Linh. Không, em chỉ nghĩ là có nhiều anh là thích được thể hiện ở trên lời nói thôi, không muốn dẫn đến hành động á, cho nên không có nói. Bắt con phải bỏ tiền dẫn em đi ăn nè, đúng không? Bắt con phải mua đồ ăn cho em. Em không có lòng dẫn em đi ăn nhiều tiền đâu. Thôi nói chứ ý là vậy, hiểu chưa? Người ta chỉ muốn nói thôi. Mời Phương Linh, câu chuyện của em như thế nào? Thật sự ra là cái việc em nói là không nhắn cái tin nhắn thì nó không phải là kiểu chấp vặt nhỏ nhặt từ cái tin nhắn như vậy. Mà là em nói em chấp vặt nhỏ nhặt á, nói tiếp đi. Anh dịch lại thôi. Câu chuyện nó khác nhau, tâm lý của mỗi người khác nhau. Nhưng mà là tại vì qua những cái lời mà người ta nhắn cho mình có thể đánh giá được cái mức độ quan tâm và cái sự chăm sóc của người ta đối với mình như thế nào. Đó, thì cái câu chuyện của em đó là một cái ví dụ đơn giản thì nó cũng hơi giống của đi sao kia giống rồi. Giống như là mình đi quay về khá trễ, đi 2-3 giờ sáng, hoặc là trời lúc đó cũng tối mà trời mưa mà em quay ở rất là xa, rất khó để đón được taxi. Nhưng mà ở đây hả, khi mà em người ta hỏi em ồ em đang làm cái gì, em quay gần xong chưa, thì đó, ồ em quay gần xong rồi,
và cái chỗ của anh có mưa hay là cái gì đó không, chỗ em quay hơi xa và mưa cũng khá to, đi về thì hơi khó. Thì người ta chỉ nói là ờ vậy thôi em quay xong á em đi về cẩn thận nha. Đến đó thôi. Em mong chờ điều gì hơn? Em mong muốn là cái tin nhắn nó sẽ nhiều hơn, nó giống như là đúng chỉ cần là một câu yêu cầu thôi, em có cần anh đón hay không. Là xong rồi. Không biết sao ông lỡ nói cần cái chết à. Không, bây giờ Linh nói lại cái tin nhắn coi các bạn nam đang nghe có hiểu là cái tin nhắn đó ý của mấy bạn nữ là muốn mình tới đón. Bạn em hỏi là em quay đến đâu rồi, em nói là em quay cũng còn một cảnh nữa là xong rồi mà. Ở chỗ của anh có mưa không? Chỗ em quay đang mưa rất to. Nhưng mà tại do em quay ở trong studio thì tất nhiên không ảnh hưởng đúng không? Đó, mà ở đây xa quá à, khó đón taxi quá à. Đó, vậy thôi em chỉ nói đến đó thôi, em không có yêu cầu hơn rồi, nữa các nha. Các bạn nam đọc cái tin nhắn đưa như ra vậy thì sao? Chi tiết đưa ra đó, rồi bây giờ trong trường hợp đó chú làm cái gì? Có hiểu. Mà áo mưa đi đón đúng không? Còn chú làm cái gì? Tại vì có cái câu là xa quá taxi khó đón cho nên là vậy là hiểu đúng rồi. Nhưng mà phần em hơi cần một cái cánh tay. Tại vì em nghĩ là vào cái lúc mà 2-3 giờ sáng như vậy, chẳng lẽ một cái người mà quan tâm và yêu thương bạn gái của mình, ok bây giờ có thể đón taxi luôn, mấy bạn yên tâm tự tin và giao cho anh taxi đó hả? Rồi có khi mai thành bạn gái anh taxi chứ không còn là bây giờ cũng hư bởi em nhiều lắm em. Anh nói hiểu em bắt cóc luôn hay là các kiểu gì đấy ý em, anh trong trường hợp nào cái này là vô tâm thật. Nếu như các bạn nam đây đều hiểu thì đồng ý là vô thực ra tâm nếu thật. Như mà thực ra nếu mà phải tùy nữa, nếu mà ngày hôm sau mà người ta có việc gì đó thì sao, người ta đang mệt hay như thế nào, em cũng phải phải tìm hiểu về tình huống đó không chứ. Phải không, em thấy không theo bản thân anh á, là cái này nó không có rắc rối gì đâu. Nó chỉ đơn giản điều vậy nè, là bản thân em đã tạo ra cho cái người bạn trai của em á có một cái suy nghĩ em là một người phụ nữ độc lập quá. Thì đúng rồi, có nghĩa như là người đó nghĩ là tất cả mọi thứ em đều có thể làm một mình được đó. Và cái sự xuất hiện của người ta lúc đó là nó hơi bị dư thừa. Cho nên sẽ sinh ra một cái tâm lý là cái gì, là người ta sẽ nghĩ là đi đó rồi mất công lại lại nói này nói nọ rồi hay là sao đó là những cái trường hợp người ta suy nghĩ ra trong đầu thôi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cái mặc định đó là người ta tin rằng là em sẽ về được tới nhà và rất là an toàn. Thì đấy, chính vì cái điều đó cách giải quyết cho Phương Linh là như anh trai cũng vừa chia sẻ đó, mà chỉ chia sẻ thêm thôi là thật sự là khi mà các bạn yêu một bạn trai của mình mới bắt đầu yêu thì hãy để cho họ có một cái cảm giác rằng là họ đang được chăm lo cho các bạn. Chứ nếu như các bạn lúc nào cũng là những người phụ nữ quá cá tính, quá độc lập và tự chủ trong tất cả mọi cái tình huống, mọi cái hoạt động cuộc sống của mình á, thì đôi khi là bạn nam bạn nghĩ đó chuyện rất là bình thường đó. Riết bây giờ đàn ông chỉ có yêu nhau hết trơn. Anh Bảo nói như vậy là sai rồi. Sao lúc nãy á em để cho người ta quan tâm em, người ta không quan tâm cái chuyện em là nó khác em ơi. Em là chưa có uống nó khác em ơi. Mới cua thôi đó, mấy bạn nam là cho biết tâm lý là họ chỉ đang cua tính thôi. Cách nữa em hiểu không, đây không có tham ăn. Ấy em rất thích ăn nhưng mà không phải kiểu ăn tạp thôi. em đâu có tham ăn đâu, em không hề tham ăn. Bây giờ mình bỏ qua cái vấn đề bao tử nè, bây giờ mình tới cái chỗ khác đi nè. Đây, câu chuyện tiếp để qua câu chuyện khác đi nè. Anh yêu điện thoại hơn em. Đây, cái này em cũng bị nha. Cái này thì dễ bị trách. Bạn trai của ai yêu điện thoại hơn mình đâu? Pinky. Mọi người ở đây chắc cũng phải ít nhất là một lần bị cái vấn đề đó. Người ta thường gọi là công nghệ giết chết tình yêu của hai đứa mình. Là em thì có cái bạn trai đó là một người quản lý rất là nhiều người, quản lý rất là nhiều việc. Nên em hiểu là công việc anh đó đòi hỏi anh đó là phải giải quyết cho những người khác rất là nhiều, nên thường là hay phải lên máy tính, lên điện thoại. Có một lần á thì em với người đó đang đi ăn thì em có một cái chuyện gia đình. Nhắc tới không tức mà muốn khóc luôn. Em cứ kể đi. Em có một cái chuyện gia đình. Ok. Giờ biết cười hay kêu cười đi. Hít thở nè, hít thở. Ôi vậy hả? Thì em ngước lên thì em thấy là anh đó đang cầm điện thoại. Thì em chợt cảm thấy là em không muốn nói nữa. Thì có thể là tại lúc đó là một cái chuyện đó là một cái chuyện quan trọng em muốn chia sẻ với anh đó, nên em cảm giác rất là tổn thương. Anh cũng không nhìn mặt mình, thật sự là lúc đó em ngước lên em có khóc ngay lúc đó nhưng anh cũng không hề thấy. Đến khi sau đó anh bỏ điện thoại xuống rồi thì em đã hết khóc rồi. Thì em có cái mặt rất là giận. Thì anh hỏi em là làm gì mặt chùa ụ vậy. Anh đã đâu có thấy là em đã khóc, nên anh cũng đâu có biết là cái chuyện em vừa rồi định kể là nó như thế nào đâu.
Thì đó là một trong những cái mà em cảm thấy là rất là khó chấp nhận. Một cái sự vô tâm mà rất là khó chấp nhận. Nếu như mà bạn trai bận công việc gì đó phải trả lời điện thoại giải quyết cho một ai thì chắc chắn là người ta sẽ gọi cho anh, yêu cầu anh giải quyết liền. Còn nếu như người ta nhắn tin cho anh, tức là người ta vẫn có thể chờ đợi anh 5 phút, 10 phút anh giải quyết việc riêng của anh, rồi khi anh online anh sẽ trả lời người đó. Anh không thể nào mà có thói quen là cứ cầm điện thoại quên mất cái sự hiện diện của người bên cạnh mình. Đáng để suy ngẫm. Căng đó. Các anh trai, mấy bạn trai sao? Em cũng hay bị, nhưng mà không phải là cầm điện thoại công việc, em hay chơi game ấy. Tin nhắn tới anh thấy tin nhắn kia. Anh chị ơi, có ngày có ngày gì chị ơi là phải nói thẳng hoài đó đúng không? Kiểu như đang chơi game này thì tin nhắn tới thì em đọc được tin nhắn rồi xong rồi cũng không gì quan trọng, cái em lướt lên xong rồi em không trả lời tin nhắn đó, rồi đó, lúc cái... mà đang cao trào cái gọi điện thoại tới em bấm tắt, thế là bị giận. Nhưng mà thực ra là em chơi game, nhưng mà khi mà không, nhưng mà đó là khi mà hai người ở không ở cạnh nhau, còn tình huống mà hai người ở cạnh nhau kìa thì sao? Ở cạnh nhau thì em không cầm điện thoại. Anh trai chắc là không bị cái đó rồi. Bản thân Bimax thì Bimax không có chơi game trên điện thoại, cho nên là khi chơi với bạn gái thì cũng không bao giờ để cái điện thoại nó làm cho hai đứa phải, tại vì khi mà hai bên ở bên nhau là thời gian rất là quý. Đúng rồi. Mình rất là nhiều thứ để chia sẻ, cái điện thoại thì nhiều khi cả ngày mình làm việc với cái điện thoại rồi. Thì riêng cái Bimax thôi, Bimax là như vậy. Người sến như Bimax sâu sắc quá hả? Mấy người sến sến là sâu sắc lắm. Ừ, bởi. Ê, cái này đánh giá cao đó. Bi sến nha. Bi sến. Anh muốn kể cho mọi người nghe một cái mẫu chuyện mà anh đọc được trên mạng. Cái điều mà buồn nhất trong cuộc sống của tụi mình á, đó chính là gặp được đúng người mình thương, muốn chăm sóc họ đến suốt cuộc đời, nhưng mà ở sau lưng của mình không có cái gì cả. Ngoài sức trẻ thì người ta đâu có đảm bảo được cái gì đâu. Tới lúc mà là mình đảm bảo được cuộc sống của mình rồi, thì người đó không còn bên cạnh mình nữa. Cho nên là mình cố gắng chạy nhanh tới thế nào đi chăng nữa, mình cũng không bao giờ thắng được thanh xuân. Cái trường hợp của em á, thanh xuân, cái người mà anh nói tới đó chính là em. Em bị mất thanh xuân là cái khoảng thời gian đó. Không phải là cái người đó không chăm sóc cho em đâu, nhưng mà là người ta đang bận tạo dựng cái sự nghiệp cũng như cái cơ ngơi vững chắc thì mới lo cho em được. Và trong cái khoảng thời gian đó, vô tình em lại cần nhiều nhất cái tình cảm anh ta dành cho em. Đó là cái sự đối lập, kiểu như là người này muốn nhưng mà là phải đủ đã thì người ta mới thực hiện, còn em lại muốn ngay bây giờ, ngay lúc này, thì chính cái điều đó nó khiến cho tình cảm của em nó gặp trục trặc, thấy không? Và nếu như nha, trường hợp của em nha, hiện tại bây giờ hai người còn quen, anh xin chúc mừng. Còn nếu như hai người không quen với nhau nữa thì em cứ nghĩ đơn giản một điều này thôi ha, là mình chia tay nhau để hoàn thành trọn vẹn lý do sống trên đời. Tại vì những thứ mình mong đợi mình đâu có được bên nhau đâu, đúng không? Đồng ý. Nói chỉ là đơn giản là vậy. Gặp sau nhau sai thời điểm. Hồi nãy tới giờ là lúc Vân sắp ra được một cái kịch bản điện ảnh mới rồi đó em. Thấy ngồi nghe Vân đang chờ đợi mà gật gù ghê lắm. Thôi bây giờ tiếp tục câu chuyện khác nè. Tình huống tiếp theo. Ham vui quên ngày kỷ niệm. Cái này bị giận thì cái này đúng. Nhưng mà câu chuyện cụ thể là sao ạ? Của ai ạ? Chuyện của em ạ. Xin mời Vi. Thực ra thì em thấy là hồi nãy giờ câu chuyện chung của mấy bạn thì đều bắt nguồn từ cái việc không biết là tình cảm của bạn trai dành có nhiều cho mình hay không, nhưng mà đa phần bắt nguồn từ cái sự thiếu tinh tế, đấy là cái cách xử lý của họ như thế nào. Nhưng mà còn bạn trai của em thì hồi lúc em quen mà đó thì kỷ niệm 6 tháng yêu nhau, đúng vào cái ngày đó thì bạn đó không nhắn một lời, cũng không chúc mừng, bởi vì bạn đó bận đi sinh nhật một người bạn rất là thân. Và nếu như mà bận như vậy thì rồi thì có thể nhắn là ồ, hôm nay, có nghĩa là chúc mừng kỷ niệm 6 tháng yêu nhau, hôm nay bởi vì bận đi sinh nhật của bạn nên anh không thể nào mà dắt em đi chơi được, thì ngày mai bù như thế nào kia. Thì chắc chắn là con gái sẽ không bao giờ giận đâu. Là kỷ niệm 6 tháng thôi đúng không? Đúng rồi. Không, cái này mình phải hỏi kỹ. Thật ra là đó, quay lại cái câu chuyện nữa là cái gì? Thật ra mình tự tạo thói quen cho nhau thôi. Nếu như không có cái chuyện kỷ niệm 1 tháng, không có cái chuyện kỷ niệm 2 tháng thì cái chuyện mà 6 tháng là chuyện bình thường. Nhưng mà tại vì tụi em đã tự tạo cho nhau một cái thói quen là cứ mỗi tháng phải chúc mừng, cho nên đâm ra là nó đâm ra là một cái chuyện khó khăn. Không anh, không phải là có đâu, mới có ai rảnh đâu mà tháng nào cũng chúc mừng anh.
ai cũng có công việc bận mà đúng không? À. Ừ, nếu như mà thấy là có chúc mừng được thì quá là tuyệt vời. Ừ. Không? Dì à, có điều muốn nói kìa. Nhưng mà có nghĩa là trước khi mà kiểu lúc mà trước khi mà quen á, quen khoảng 1-2 tháng thì cũng kiểu ngồi nói vui vui. À, kỷ niệm nửa năm mình đi mình làm một cái hoạt động gì đó nó vui vui nha, là kỷ niệm hai đứa. Kỷ niệm ngày đặc biệt của hai đứa. Ừ. Xong cuối cùng không thấy nhắn tin một lời nào, không thấy hỏi thăm, hỏi sao mà con gái có thể chấp nhận được. Thế là bạn đó có nhớ cái ngày kỷ niệm không đây nè? Nhiều khi bạn đó không nhớ ngày kỷ niệm luôn. 5 tháng trước đó ta có nhớ không? Thành ra là nửa năm đó là coi như hoang mang luôn. 5 tháng trước ta có nhớ không? Tại vì á, với cái tính cách của em á, một khi bạn đã giao kèo như vậy rồi, tới ngày kỷ niệm đó em cũng sẽ là người im. Em im, em sẽ không nói bất kỳ điều gì hết. Tại vì đã giao kèo với nhau rồi, bản thân em nhớ. Nhưng mà em cũng cần cái sự chủ động từ người con trai. Chắc là người này người ta không có coi trọng ấy. Không phải đâu, tại vì Misa nghĩ là bạn trai đó có thể quên á. Có thể quên 6 tháng. Mà thí dụ như là Misa trong trường hợp của Vi là Misa sẽ nhắc từ tháng thứ 2, thứ 3, thứ 4, 5 là anh ơi tháng thứ 6 đi chơi nha, tháng 6 đi chơi nha, là nhắc như vậy cho nhớ. Tại vì bình thường là phải chuẩn bị. Tại vì cái ngày, thật ra đối với cá nhân của người đó theo tâm lý là cái ngày đó là ngày sinh nhật của bạn thân người ta trong suốt bao nhiêu năm tháng trước đó rồi. Thì khi nhắc tới cái ngày đó thì người ta sẽ sinh nhật bạn mình. Chứ không phải là cái kiểu là tháng thứ hai thứ ba sinh 6 tháng quen nhau rồi đó thì nếu mà là một ngày á, sinh nhật luôn cho nên phải nhớ. Nếu mà là một ngày mà trong năm á, giống như là kỷ niệm yêu nhau đi, như ngày 20 tháng 1 đi thì 20 mà người ta sẽ nhớ. Chứ mà còn kiểu là 20 tháng 7, tự nhiên anh có nhớ 20 tháng 7 là ngày gì không, cái bạn nam sẽ 20 tháng 7 là ngày gì, kiểu vậy. Cái bạn trai có bị vậy không? Bình thường kỷ niệm em nghĩ kỷ niệm năm mà mới kỷ niệm lần. Không, nhưng mà thả, chứ còn kỷ niệm tháng. Ví dụ như đã hứa, như nếu như là câu chuyện là đã hứa rồi thì chắc chắn là phải có sự chuẩn bị. Tại vì bây giờ bản thân thân anh em hỏi thử, khi mà đến cái ngày một năm đi, kỷ niệm một năm đi thì được gần đến cái ngày đó anh phải chuẩn bị chứ đúng không? Phải chuẩn bị quà cáp và phải suy nghĩ mua cái gì nữa. Sao em có nhớ hết những ngày kỷ niệm khi bên nhau? Phải nốt lại. Nếu như mà em có bạn gái thì những ngày em phải nhớ là thứ nhất là sinh nhật của bạn gái em. Đúng rồi. Thứ hai là ngày kỷ niệm và thứ ba là sinh nhật của mẹ bạn gái em. Ba ngày đó em phải nhớ. Hay quá. Hay quá. Chịu nhớ ngày sinh nhật của mẹ bạn gái là đỉnh cao. Tại sao không nhớ sinh nhật của ba bạn gái? Thương mẹ hơn. Con gái là thương ba hơn nha. Con gái là thích. Thì cái đó là việc của em, cái đó là suy nghĩ của em, còn là suy nghĩ của người ta. Được rồi. Im đó, im nỉ cho mà mở miệng. Thôi thì ngồi đó. Em là không có ngồi. Thực ra đó như nó là do thói quen thôi. Giống như là nha, nếu như mình quen một người mà hả từ lâu lâu mới đầu mà yêu nhau là coi như là cái gì cũng nhớ hết. Trời ơi, hôm nay là một tháng ngày đầu tiên mình nhắn tin với nhau nè. Hôm nay là một tháng mình nắm tay nhau nè. Hôm nay là một tháng mình hôn nhau nè. Hôm nay là một tháng mình quen nhau nè. Mà nếu mà cứ kỷ niệm cứ đó hoài thì làm sao mà nhớ hết được. Cũng được, không sao. Riêng đối với bản thân anh cũng được, không sao. Nhưng mà trong cái trường hợp này là em phải là người tinh tế chứ không phải là người bạn trai. Em biết cái cách nhớ hay nhất là gì không? Là thử một lần quên. Tại vì thí dụ như là sinh nhật bạn gái mình đi, thấy không? Mình thử quên một cái một thôi là đảm bảo tuần đó mày sống không an toàn đâu. Là tự nhiên là nhớ suốt đời luôn, đúng không? Là trong cái trường hợp này, nếu như mà là em có quá nhiều kỷ niệm mà là em muốn lưu giữ và muốn người bạn trai đó phải nhớ, là em chấp nhận với thất vọng dài dài thôi. Tại vì sao? Là cần thời gian để tiếp thu thông tin và cần thời gian để nhớ chứ, đúng không? Mà sau đó em giải quyết câu chuyện nó như thế nào? Có giận không? Tất nhiên là mặc dù em là người không có để bụng nhiều, nhưng em quyết định là sẽ kiểu tỏ thái độ ra, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Rồi thử là khoảng 2-3 ngày sau thì bạn đó chủ động là tới nhà của em. Để gặp em. Bây giờ thì có nghĩa là mình phải thể hiện đó. Từ đó bạn đã nhớ. Tất nhiên Từ là Vi là nhớ một người không có để bụng nhưng mà chỉ đem câu chuyện của mình kể trên truyền hình thôi. Không, đi bây giờ là đưa ra hết rồi đó anh. Vậy là thoải mái rồi đúng không? Trống rỗng rồi, thoải mái rồi. Okay. Rồi chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo nào. Quên sinh nhật bạn gái. Mới nói cái này là chương 3. Hồi cuối rồi. Cái này là hồi cuối luôn á. Không có được rồi. Trâm, câu chuyện của em là như thế nào? Không phải câu chuyện của em đâu. Nói chung là nếu nó thú vị thì anh vẫn sẽ chấp nhận. Rất là thú vị, anh bảo chắc chắn phải tặng tim cho em. Em kể đây. Nó chưa bước hôm qua đâu. Cái câu chuyện này là của bạn em á. Là em đã chứng kiến thì em thấy là đây là một cái trường hợp là vô tâm thật sự. Là tại vì là hôm đấy là sinh nhật của bạn bạn em. Thì là cả ngày hôm đấy thì bạn đó là không có nhắn tin gì cho bạn trai của mình hết. Là tại vì không thấy tin nhắn và cũng không muốn là
kiểu là anh ơi, hôm nay sinh nhật em, anh có biết không? Bạn nó không muốn như vậy thì thử xem là bạn này có nhớ hay không. Thì nguyên ngày hôm đó thì cái bạn trai của cái bạn bạn em á là đi chơi với bạn bè, sau đó là còn đi đá banh nữa, rồi tối về này nọ, xong xuôi hết rồi cái bạn trai đó thì mới nhắn tin cho cái bạn này hỏi là hôm nay có gì vui không, hôm nay có đi đâu chơi không. Thì bạn nữ này mới nói là anh không biết hôm nay là ngày gì hả. Là ngày nói, gì? Ngày gì? Hôm nay là anh đi đá banh, thì hôm nay là cuối tuần thì anh đi đá banh với bạn bè vui lắm nè, hôm nay em có đi chơi không, tại vì hôm nay tụi mình không có kế hoạch đi chơi. Cái nó bạn em mới nói là hôm nay sinh nhật em mà anh không nhớ hả. Cái xong rồi bạn nam này mới cuống cuồng lên, mới xin lỗi này nọ để giải thích này kia. Thì mặc dù là có tha thứ hay không thì em không biết cái đoạn đó, nhưng mà em nghĩ là dù có xin lỗi hay không thì bạn này cũng đã rất là buồn, tại vì có thể là ngày 8 tháng 3 hay là ngày gì đó mình có thể không tặng quà, mình có thể không nhớ, vì là những ngày đó dù sao cũng không quan trọng lắm. Được nhưng nhắc mà... rồi cho nên đâu quan trọng đâu. Được dạ. Facebook thì nó đã được nhắc rồi. Dạ, nhưng mà cái ngày sinh nhật Facebook cũng nhắc mà anh. Nhưng dạ. Mà cái ngày sinh nhật nó đáng nói hơn, em nói đi em. Thì đúng rồi, cái ngày sinh nhật đó là mà còn quên á thì là em cảm thấy là người này đáng trách. Và nếu như mà là em á thì là em sẽ unfriend Facebook, chặn vlog các kiểu đó. Bả làm nhiều lắm. Nhưng mà người ta chỉ là vô tình thôi mà. Không, mà đúng rồi, cái tối kỵ nhất là quên sinh nhật. Nhưng mà quen nhau bao nhiêu lâu rồi em? Hình như là 1 năm ấy. Cả một năm anh ạ. Một năm lận mà. Sinh nhật. Trời ơi, một năm, nói tiếng một năm vậy thôi. Chứ trước đó có năm ngoái đâu có ăn sinh nhật của bạn ở đâu đúng không? Thì là không ăn, nhưng mà ý là năm đầu tiên thì phải ăn và nhớ chứ anh. Chẳng lẽ cả một năm nó không quan tâm bạn gái mình sinh ngày mấy luôn. Năm đầu tiên là năm để thể đợi. Kiếm như là cũng có trường hợp là mình cần phải nhắc với những người như Nhã là Nhã không có nhớ số nè. Thì cái người bạn của Nhã tìm cách nhắc Nhã bằng cách là nhắc mỗi ngày như Misa, hoặc là gần tới đó nhắc này, hoặc là tìm cách gài những cái password đó là ngày sinh nhật của bạn đó là Nhã muốn mở là Nhã phải để như vậy. Tức là tạo điều kiện cho mình nhớ cái ngày của người ta. Với những người mà hay quên như Nhã là phải tạo điều kiện để Nhã nhớ. Thì các trường hợp của em cũng có thể là bạn đó là người hay quên. Có bao giờ B-Max quên không? Không, never. Thấy chưa? Đâu có ai quên tại vì được. Nếu mà như em nói là mới quen nhau một năm thì đó là cái sinh nhật đầu tiên bên nhau đúng không? Đúng rồi. Thì đó là một cái nơi để cái người đàn ông ghi điểm. Ghi điểm, thật sự ghi điểm. Đôi khi là cái tâm trạng lúc đó là người ta muốn mất điểm luôn á. Đúng rồi. Là thua, nhưng mà từ năm thứ năm trở đi hoặc là hơn nữa thì đó là tùy người đó như thế nào. Anh trai là không bao giờ quên, quên sinh nhật của người yêu rồi đúng không? Không bao giờ có chuyện đó. Đâu, nếu mà nói không quên là xạo á. Thật sự sẽ có lúc mình quên. Hên xui lúc đó tự nhiên nhớ. Đúng rồi, kiểu như là tổ đãi á, kiểu vậy. Trong cái khiến mình phải nhớ, chứ thực sự là không phải lúc nào mình cũng nhớ đâu. Không biết cách vậy đó. Biết cách nương lẹo để quay trở lại mà người khác không nhận ra là mình quên. Cá nhân Bảo á, là Bảo chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của người yêu. Bởi vì là Bảo không bao giờ đi làm nhưng mà sinh nhật của người yêu. Mà nếu như bắt buộc phải đi làm sao hoặc là những cái chương trình nào mà nó đã lên lịch sẵn rồi đó, thì là người yêu sẽ luôn luôn đi cạnh Bảo trong ngày hôm đó. Cách như vậy là đỡ quên nhất. Thiệt là không bao giờ có thể quên hết trơn, nhưng mà luôn lúc nào như vậy. Thậm chí là bây giờ, thật ra Bảo rất là giỏi về con số, thậm chí sinh nhật bạn Bảo còn nhớ mà. Sinh nhật Nhã Bảo nhớ nè, Misa Bảo nhớ nè, Linh thì nhớ tháng thôi chứ không nhớ ngày. Nhưng mà cũng mà nhớ tháng thôi má. Chưa có quà, sinh nhật mới qua 2 ngày rồi. Không sống qua lâu lắm đó. Đó, như vậy là vô tâm đó. Sinh nhật qua 2 ngày rồi mà vẫn chưa được nhận quà. Thôi bà khó quá, nhớ người yêu là đã khó rồi, còn nhớ bạn mà đến mức đó là chết. Trời tội mấy ông. Nhã làm sao, có bao giờ thấy một chàng trai vô tâm chưa? Nhã thấy hả? Cũng có chứ. Có ví dụ như là hai đứa giận nhau mà rõ ràng biết là hai người đang giận nhau đó. Nhưng mà Nhã có cái tật đó là không cần biết đúng sai á, xin lỗi em trước đi. Kiểu vậy mà không xin lỗi là Nhã cảm thấy người ta vô tâm. Con trai mà kỳ vậy. Nói chung là chị bu đi trước thời đại đó em. Tôi cảm thấy rất là mệt về chủ đề ngày hôm nay. Cái này là mình chỉ nói theo cái quan điểm của cá nhân mình thôi nha. Là bí quyết để cho các bạn giữ vững một cái mối quan hệ ta không biết tới bao giờ, đó chính là chúng ta không nên tranh cãi với lại các bạn nữ. Đúng rồi. Tại vì sao? Bạn thua là bạn thua, mà bạn thắng bạn cũng thua. Vậy thì đấu làm gì? Bởi vì người ta mới nói có câu nè, nhịn không phải là nhục, nhịn nó mới là đàn ông. Đó là bài học mà Ngọc Trai muốn gửi cho các bạn nam. Còn các cô gái, các cô gái có muốn nói gì với lại cái người yêu tương lai của mình hay không? Đúng rồi. Anh hãy tìm tất cả những món gì ngon nhất trên đời và dẫn em đi ăn, ok? Anh sẽ tải cho em cái app đi. Chỉ vậy thôi đó hả? Không, chỉ nói cần... chung thì... Không, em nhắc lại nha. Hãy thương em như con là được rồi. Đó, nhiều đó thôi.
Sao có ai có ý kiến gì nữa khác nữa không? Có thêm một cái điều gì mong mỏi không để mà gửi tâm tư của mình đến các bạn nam? Hy vọng các bạn nam làm điều gì? Em sẽ nghiêm túc nhé. Cái này em sẽ nghiêm túc nhé. Là nếu như mà mình muốn có một mối quan hệ lâu dài. Nãy giờ bé đang nghiêm túc à? Nghiêm túc lắm, nghiêm túc. Nếu như mà mình muốn mọi người cho em nghiêm túc một phút được không? Ok. Nếu như mà mình muốn có một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc thì người con trai đừng nên vô tâm. Đó, em trả lời đúng với lại chủ đề ngày hôm nay. Bà không cho anh ta được cái kinh nghiệm nào luôn á. Trời không. Vỗ tay cho Mai Bích Trâm. Trời đất ơi. Đây có lẽ là số cuối cùng của Mai Bích Trâm, thưa quý vị. Quý vị thân mến, có thể nói rằng ngày hôm nay là một cái chủ đề mà chúng ta thảo luận với rất là nhiều những ý kiến được đưa ra, rất nhiều những cái cách giải quyết được chúng tôi gửi đến quý vị. Thì chỉ hy vọng rằng nếu như bạn nam nào mà muốn có người yêu thì hãy làm như anh Ngọc Trai, là hãy luôn luôn tin một điều rằng phụ nữ luôn đúng. Có cái gì thì cũng hãy quan tâm phụ nữ một chút xíu, tinh tế một chút xíu và chiều chuộng họ một chút xíu thì kiểu gì hạnh phúc của các bạn cũng sẽ bền lâu cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau cũng như quen thuộc của chương trình, đó chính là 22:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Quý vị hãy nhấn nút subscribe và ủng hộ cho chương trình Giải Mã Tình Yêu quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những số sau.